我们不一样，每个人都有不同的。Hello, chào bạn đến channel của mình. Bữa nay mình đi kéo cá chẽm các bạn. Nè lưới nè, lưới đã dành kéo cá chẽm nè. Nè lưới dành lưới ba mài dành cá đối rồi nha. Còn anh lại là công tác là chạy xuồng để đi điểm để kéo. Tiền là nổ máy các bạn. Chạy xuồng đi tới chỗ mình kéo, mình thả, mình bổ lưới xuống rồi mình kéo cho bạn xem nha. Đây là miếng vuông các bạn. À, vuông của mình, vuông của anh Lợi. Hôm nay mình đi kéo cá chẽm cho vuông anh Lợi nha. À, trước mặt mình đi màng màng đó là gồng nước. Máy. Chào. Chào anh em ấy lại. Chào anh em. Thì cũng sắp tới địa điểm rồi các bạn. Rồi anh lại tắt máy rồi, anh lại xuống thả lưới rồi mình quay tay lưới từ tay lưới cho bạn xem nha. Mình có cá chẽm không lại? Có. Có nhiều lắm. Cá khủng mà. Nay mình sẽ bắt cá khủng cho bạn xem nha. Rồi giờ là mình đậu. Không lấy theo hả? Giờ không phóng đâu. Giờ tắm hay đó đừng có lấy rồi. Trời ơi vãi. Mình nhảy xong rồi đâu có đứng được mà. Chìm chứ nổi gì. Cạn thế chỗ này cạn thế. Rồi công tác là thả lưới nha bạn. Để anh lại thả lưới mình cầm máy quay cho bạn xem. Lưới này dầu dài khoảng tầm 2 thước các bạn. Cái dầu thôi nha, còn chiều dài tầm chắc 7 mét đến 8 mét. Có không? 10 mét. Mười mấy mét bà ơi, tại mình cũng không mạo hiểm gì lưới này nhiều. Vậy này mà lỡ chợt tay là điện thoại đi uống nước các bạn. Mà dùng này nước mặn nha. Rớt xuống kêu như tiêu đời. Rồi anh tác là nhảy xuống sông đầu tiên. Giờ tôi cầm cái phao lên đây cho anh phả lưới ra. Anh bỏ dép luôn, tôi cũng xuống sông luôn mà. Nhìn vậy nè anh xuống. Nè nè, máng như cụ đây nè. Rồi. Ê cụ đây nè, lằn xuồng theo. Dạ. Mày cụ chưa, cụ phía sau quá. Cụ phía trong á, cái mày lằn xuồng, cái mày quay phim nó dễ hơn. Trong vô được rồi. Được không? Còn. Quay nó dễ hơn. Mày muốn mày ra đây không? Gối quá. Gách nữa nè, gách nhóc đi trời ơi. Trời ơi. Lỗ nè. Đừng gách dữ vô. Ủa không đâu lên đây luôn. Lua trong bờ bánh dục quá à. Ờ gạch nhóc luôn. Không dùng dùng mới được. Đang cái kéo đạp cua cua kẹp dục cái đội xong chết luôn. Giật mình xuống xuống. Gỡ. Cua này cũng nhiều à, vô này nhiều cua à. Clip hôm quay cua mắc trơn. Kìa nó chạy qua kia kìa. Nó chạy qua kinh kia. Đó, trước mặt kìa kìa kìa, đó.
Mấy đằng xa xa đó trên cái đọt cây có con chim còng cọc không ạ? Máy mình ghẻ thì không có chế độ chống nước các bạn. Rớt là thôi rồi đó. Dính con bà ơi. Đủ quá. Ôi. Cái gì đây? Gỡ luôn. Dính con nào gỡ con đấy. Dính con đầu tiên bà ơi. Con nào? Đó. Con đầu tiên nha. Cậu nghỉ lại. Nâng gã lên, cậu nghỉ. Thì bình thường, tại dính đây nhiều quá. Ngập đó. Ngập mới nãy cái hụt cái đầu rồi. Ngang cổ luôn nè. Ướt dâu luôn. Tại dân cá, ớ đúng. Mình dính ở đây là cá bình thường rồi. Đầu tiên các bạn, bữa nay mình đi càng cá vô cho anh Lợi kiếm tiền mua sữa cho con uống. Con cá trẻ mình mới dính nhả ăn cá đối ra đâu bạn. Nó ăn cá đối cá ba lớn nè. Mồi nó ăn này mình bắt dính nó giờ nó nhả ra nè. Còn nó thì mình cho vô bao rồi bạn. To lắm mày. Tầm khoảng 2,8 kg á. Lúc về tới nhà mình cân ký mình cho bạn xem số lượng nữa, cân nặng nó nha. Thì dính cá gì nè bạn? Con gì? Cái nâu bạn? Cái nâu không? Con dính cái gì á? Nè nè nè, lộn ra nè. Chén mở cái nâu ở chỗ đó. Cái nâu các bạn, nhìn ngon không? Tôi nhìn là thấy ngon rồi, bạn không biết sao á. Cái này mà nướng cái nướng một nướng ha. Bạn làm chén mắm ớt, muối ớt ha. Có lít rượu đế nè, xỉu. Sướng luôn, sướng. Được hai cái nâu này các bạn. Hai cái nâu một cái chẽm nha. Con này nhỏ nha, con này mới bự nè. Đó. Để mình để xô bô mà nhìn cá là biết nó bự cái nào. Đây cái xô bô ba lớn nè, cá ba lớn nè. Mập in luôn. Ồ, dính cá sắt. Về sáng thuật đây dính đứt rưỡi rồi mới bỏ. Bỏ cái này. Lôi đứt bỏ ra. Rồi mới lấy con khác tóm vô dây không hả? Phải dây không đứt. Tưởng đâu có dây này mà đứt nữa thôi thua. Xong không có. Cho xuống mò đi. Bỏ.
Rồi anh lại mò cái nâu các bạn. Cá nâu này ăn nó ngon mà đâm nhất nha các bạn. Đừng để nó đâm nha. Gì? Không đúng rồi. Hết cá rồi. Dính rồi. Thăm lưới đi, xuống lưới đi. Đi qua đó luôn rồi hả? Ừ. Không dính cá nào, mà dính mỗi con cá sắt nè. Cá rồi. Nếu mồi nhậu gì nên khên khên. Mồi nhậu thì em khên khên. Yeah, người khên khên làm gì? Đi nhậu với người khên khên. Bỏ lưới tiếp nha bạn. Bỏ lưới này bắt cá nâu nha. Ông đâu đi đâu vậy? Tôi đuổi nó luôn. Tôi cần cánh cá nâu cho các bạn xem nha. Trời ơi. Trời quá không thấy. Cái đụng nó chạy mà đâu rồi? Con chậu mình chạy đâu á? Nó dính thiệt không ạ? Dẫn bay khuôn hình ngự chạy đâu con chồng chạy đâu rồi đi ăn hành cái đợt đi nè
nó không đỏ. Giữa lưới gì đó mà. Cái gì có phi à? Đó. Cái đâu bạn? Phải dễ ăn. Rồi được cá nâu thôi bạn. Một giờ này. Một mấy. Một cái mấy. Cá nâu bạn. Ôi, gì cái chỗ của Vĩnh đó có không? Không có thì đâu mà. Kim còn phải chém này. Đây là 3 con các bạn. Thành quả mình hôm nay bạn. Hai ký mốt rồi. Với ba em nâu. Ba cái nâu được bao nhiêu? Chạy chiếc gì? Ba cái nào được nửa ký. Ba em nâu một em chém. Ba em nửa ký à. Rồi hẹn cho bạn clip sau nha. Chào. Ừ, chào. Bạn cá lên đây. Cậu nhớ hỏi nha. Cậu nghe. Bye bye.